Rất vui khi lại được gặp các bạn trong bài học ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong buổi học trước thì chúng ta đã cùng nhau làm quen với 30 chữ cái trong tiếng Đức và luyện tập phát âm các chữ cái đó. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn vào việc luyện phát âm với việc chúng ta sẽ luyện phát âm các nguyên âm trong tiếng Đức, Vokale. Có bao nhiêu nguyên âm trong tiếng Đức? Cũng tương tự như trong tiếng Anh, chúng ta có 5 nguyên âm. Đó là A, I, O, E, U. Đó gọi là những nguyên âm đơn. Bên cạnh những nguyên âm đơn này, chúng ta còn có 3 biến âm của nguyên âm. Chúng ta gọi đó là umlaute. Chúng ta có A umlaut, E, O umlaut, Ö và U umlaut, Ü. Außerdem haben wir noch Diphthonge. Diphthonge có nghĩa là nguyên âm kép hay là nguyên âm đôi, có nghĩa là hai nguyên âm đứng cạnh nhau. Chúng ta có A, I đứng cạnh nhau đọc là I, giống như trong từ my. A, U đứng cạnh nhau chúng ta đọc là au, au, như trong từ rom, rom. E, I đứng cạnh nhau chúng ta đọc là I, I, giống trong từ mine, mine. E, U đứng cạnh nhau chúng ta đọc là oi, oi, như trong từ oi, oi. Ngoài ra thì chúng ta còn có diphthong A umlaut đứng cạnh U, chúng ta đọc là oi, oi, giống trong từ Häuser, Häuser. Các bạn có thể nhận thấy là có một vài diphthong viết khác nhau nhưng mà lại phát âm tương tự như nhau. Trong tiếng Đức, nguyên âm được chia ra thành nguyên âm ngắn và nguyên âm dài. Lange Vokale und kurze Vokale. Tùy theo vị trí của chúng mà chúng sẽ được phát âm ngắn hoặc dài dựa vào những cái đặc điểm sau đây. Đối với nguyên âm dài, chúng ta có đặc điểm thứ nhất, đó là khi mà nguyên âm chỉ có một hoặc không có phụ âm theo sau. Ví dụ như từ Thal, Thal. Đặc điểm thứ hai, đó là khi mà nguyên âm được nhân đôi. Ví dụ như từ Zal, Zal. Hay là Mia, Mia. Đặc điểm tiếp theo của nguyên âm dài, đó là khi mà sau nguyên âm là chữ Ha, là khi sau nguyên âm đó là âm Ha. Ví dụ như từ Malen, Malen. Đặc điểm tiếp theo của nguyên âm dài đó là khi đó là âm IE, đọc là I, I. Chúng ta có ví dụ Liebe, Liebe, oder sieben, sieben. Còn khi nào thì nguyên âm được phát âm là nguyên âm ngắn? Đó là khi mà theo sau nguyên âm chúng ta có hai phụ âm hoặc là nhiều hơn hai phụ âm. Ví dụ như từ kommen, kommen. Các bạn thấy không? Chúng ta không phát âm từ O, không phát âm chữ O là kommen, mà chúng ta là kommen.
các bạn đã nắm được những đặc điểm cơ bản này chưa ạ? Bây giờ thì để kiểm tra xem các bạn đã hiểu được phần này chưa thì xin mời các bạn hãy cùng luyện tập một chút nhé.
Bài tập vừa rồi rất là đơn giản đúng không các bạn? Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau làm bài tập này nhé. Các bạn có những longer for color nào? Mình thì có Name, Stahl, Saal, Regen, Meer, Meer, Kino, Im, Liebe, Rot, Raw, Moos, Mut, Uhr, Zählen, Mädchen, Höhle, Mögen, Lügen, Mühle. Và tất nhiên rồi, những từ còn lại thì là đều là những từ có quarter for color. Matter, Dach, Retten, Mitter, Frost, Muster, Wäsche, Öffnen und Sünder. Vì sao mà mình lại muốn giới thiệu cho các bạn cái cách để mà phân biệt được là nguyên âm ngắn, nguyên âm dài? Bởi vì chỉ cần các bạn nhầm nguyên âm ngắn và nguyên âm dài thôi thì là cái nghĩa của từ đó nó cũng đã thay đổi rồi. Ví dụ như khi là mình có một, mình lấy ví dụ nhá, chúng ta có từ Stahl với Langes A, genau, và Stahl Kurzes A. Stahl có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là thép. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhầm, chúng ta đọc là Stahl thì nó lại sang một nghĩa khác. Nó lại có nghĩa là chuồng nuôi gia súc, hay có nghĩa bóng là căn phòng bừa bộn, bẩn thỉu. Ok, các bạn đã thấy là chỉ cần nhầm ngắn với dài là từ của nó đã là khác đi rồi. Vậy nên là các bạn hãy lưu ý một chút nhé. Ok, còn một âm nữa mà mình chưa nhắc tới, đó chính là âm Y, viết là Y dài. Y nó thông thường thì chữ Y trong tiếng Đức là xuất hiện trong những từ được vay mượn từ tiếng nước ngoài. Nó vừa có thể là nguyên âm lại vừa có thể là phụ âm. Và khi là nguyên âm và khi là phụ âm thì nó lại phát âm khác nhau. Và nó khác như thế nào thì chúng ta cùng xem nhé. Ok, ví dụ như là khi là nguyên âm thì Y phát âm như là U, như là U umlaut U. Ví dụ như là Hymne, Hymne. Oder Physik, Physik. Trong một số từ khác nó lại được phát âm là I, như là baby, oder city. Baby, city. Nếu như là phụ âm thì nó lại được phát âm như là chữ yacht. Ví dụ trong từ Bayern, Bayern. Hay từ yacht, yacht. Ok, các bạn có thể phân biệt được rồi đúng không? Nó không có nhiều từ lắm đâu, nên là các bạn có thể học được những cái từ này. Và các bạn chỉ cần nhớ được như vậy thôi. Ok, that's right for heute. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Và trong báo tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phát âm những phụ âm consonanten trong tiếng Đức nhé. Còn mình xin chúc cho các bạn sẽ luyện tập thật là tốt để có thể phát âm thật là đúng những các âm trong tiếng Đức. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Auf Wiedersehen!